Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh Radio Truyện Đêm Khuya. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn tha thứ. Sau khi bánh xe tải băng qua Nam rồi nghiến rít trên mặt đường, ai đó lập cập nhặt được cái điện thoại văng ra cách đó vài mét, bấm số máy của gọi gần nhất, trước khi các cầu dao trong cơ thể sập xuống gương mặt thân thuộc mà nam nhìn thấy cuối cùng là người bạn từ thời phổ thông bà ta trốn mất tào xin lỗi số tiền thều thào đến đây thì lớp lớp sương mù đã chụp xuống thành nghe rõ từng câu đứt quãng tất cả nhảy múa trong đầu khi vạt máu linh loang nhuộm đỏ một vũng đường nhựa nắng hực lên đám người hiếu kỳ khép chặt vòng tròn nháo nhác bàn tán trong khi ai đó cuống quýt gọi xe cứu thương. Sắp xếp từng tiếng, từng tiếng hụt hơi của người nằm sóng xoài trên mặt đường nóng rẫy, thành bùn rùn. Số tiền đó là tất cả dành dụm của thành và gom góp của bà con, bạn bè. Họ tin thành như thành đã tin vào mối làm ăn của người bạn thân gần chục năm qua. 400 triệu chớ có phải 400 nghìn hay 4 triệu. Giờ bà ta bỏ trốn, hèn chi hôm trước loan gọi hỏi thành ơi có chuyện gì mà cả tuần nay anh nam đuổi ruồi không bay ngày nào cũng say chân đi không vững nghe ảnh gọi điện nói với ai đó hình như có bà nào chạy qua mỹ mất rồi giờ thì thành đã rõ anh chợt cảm thấy lạnh toát chừng như có một tảng đá bất ngờ ép chặt ngực anh đau thắt bức bối không thở được thành ôm ngực cố hớp khí trời như con cá bị mắc cạn. Anh ngã xuống mặt đường nhựa nóng dẫy khi tiếng còi xe cứu thương xé đám đông. Vạt đỏ vẫn loang trên mặt đường, nắng trói trang làm nó chuyển màu sẫm. Bên trong nam, các cầu dao của sự sống đã sập xuống. Chiếc băng ca đưa thành lao đến khoa tim mạch can thiệp. Dòng điện tâm đổ thẳng thốt thông báo với những người mặc blue trắng tin giữ, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp lóc nhĩ thất. Đám mây u ám xà xuống bàn nghiêng thông tim. Máy xe am chờ tới. Bốn hình dây tốc độ khung hình thấp nhưng vẫn giúp vị bác sĩ mặc trang phục xanh truy tìm cục máu đông đang chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng trái tim thành. Với sự hỗ trợ của thuốc cản quang, những gương mặt căng lên trong cuộc chạy đua sinh tử. Đây rồi, động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn ở đoạn gần. Dưới lớp vải phủ màu xanh, thành như ngọn đèn mong manh, trái tim hấp hối. Không chậm trễ, đôi tay thuần thục của vị bác sĩ luồn ống thông vào lòng động mạch, từ đùi đi dần đi dần vô trái tim, rồi dây dẫn đưa những dụng cụ nhỏ xíu siêu vào, mở chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải. Hình như nam đang lướt vô căn phòng sáng choang. Mày tới đây làm gì? Coi tao chết có phải không? không mình tao chết thôi đem theo món nợ đó xin lỗi mày phải chi tao có thể cho mày trái tim chưa dập nát của tao nhưng mày sẽ sống thấy không người ta đang cứu nhớ sống luôn phần tao lo lắng cho loan dùm tao mày cũng thương loan mà đúng không tao xin lỗi bóng được bơm lên nong chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải giá đỡ động mạch vành mở ra, áp sát thành mạch. Ngay lập tức dòng máu ùa vào, vỗ về cơ tim đang suy kiệt. Trong mắt thành, làn xương bồng bềnh mờ ảo tan dần. Ekip can thiệp thở phào khi thấy huyết áp của bệnh nhân dần ổn định. Góc ngã từ gần nơi chiếc xe tải băng qua người nam trong buổi xế chiều loạn choạng say. Người ta đã xây một trung tâm thương mại to đùng chẳng ai nhớ về vụ tai nạn năm đó. Khi người đàn ông trẻ đi chiếc xe máy cũ nghiêng ngả băng qua, trên tay cầm điện thoại di động, nạn nhân tắt thở trên đường đưa tới bệnh viện, báo chí địa phương thông tin vậy. Cái chết đặt dấu chấm hết cho khoản nợ lớn của Nam. Khi người đàn bà huy động vốn làm ăn trả lãi cao, đảm bảo uy tín đã im du chuồn ra nước ngoài. Cái chết đẩy loan, với giọt máu của Nam trong bụng, sang dòng đời khác. Nghĩ lại thành nghĩ lại 400 triệu hồi đó sao mà lớn vậy? Bây giờ nó vẫn vô cùng lớn, với những người cặm cụi nhặt từng đồng lương. Thành khác họ, thành phấn đấu và đạp đổ những kẻ cản đường. Thành đã ngồi được vào cái ghế khao khát. Thành biết cách kiếm tiền, rất nhiều tiền. Thành mua những thứ, những người cần mua, những bệ vệ và xun xoe, cả những mắt bổ câu cầm vê lai, ngược năm nghìn đô rừng rực, chân thẳng tắp. Đã chết hụt vì tiền, bây giờ thành phải ngồi trên tiền. Ngạo nghễ. Loan không cần nhiều tiền, bởi nhiều bao nhiêu cũng không thể chữa lành vết thương. Đầu tiên là vết trọng thương khi chiếc xe băng qua người nam. Lúc đó Loan đang trên lớp, mỉm cười dậy tụi nhỏ hát em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha hạt mầm nam gieo vào Loan. Giờ đã vô đại học. Loan thấy mình may mắn hơn một số bạn bè khi con mình học trường tốt mà không phải thắc thỏm lo tiền bạc. Cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nếu một tháng nhận năm. Sáu cái thiệp mời đám cưới. Nhưng Loan chưa bao giờ dám xe xua trưng diện. Là vì vẫn còn đau bởi câu hỏi cứ đập đi đập lại trong đầu. Nếu không cùng quấn nợ nần, Nam có nhấn chìm mình vào những cơn say để rồi chết thảm còn người đàn bà đã ôm mồ hôi máu của nam của thành và nhiều người khác chạy qua tận phía tây bán cầu rốt cuộc cũng đâu có trốn được ông trời rốt cuộc cũng tan ra bại sản bạn bè nói loan giàu mà không biết hưởng ngay cả áo quần mỹ phẩm cũng rất bình dân không xứng tầm vợ xếp phải tân trang bản thân thì mới giữ được chồng à dưới trung tâm thương mại đang giảm giá sâu người ta nườm nượp mua sắm đi nghen không đâu đồ kẹo kéo bộ lúc chết ôm tiền theo hả loan không kéo chỉ là loan không dám đi ngang qua nơi đó nơi bánh chiếc xe tải đã băng qua thân thể người đàn ông của loan đi qua đó loan sẽ lại thấy nam nằm trên vũng đỏ giữa hừng hực nắng xé lâu rồi người chồng không còn bận tâm về những sao xác trên khuôn mặt vợ Nhà cửa xe cộ vậy, cô còn muốn cái gì? Em muốn anh bớt ngoại giao một chút, dành thời gian cho con và đừng nuông chiều thằng bé quá. Cô có thấy tôi bận lắm không? Cô ở nhà chỉ mỗi việc nuôi dạy con mà cũng không xong, nhưng anh nuông chiều quá, thằng bé. Tôi khổ nhiều rồi, giờ con tôi phải được sung sướng. Cô không thương nó bằng con chị, vì nó là con tôi. Trong lòng cô chỉ có con của thằng Nam thôi những vết thương hình thành theo năm tháng ngày một rộng ra toang hoác thành thuật buồm xuôi gió cho đến một ngày dường như ông trời nhận ra ông đã quá hào phóng với kẻ chết hụt đơn thư khiếu nại tố cáo như bươm bướm bay ra tận trung ương những đoàn thanh tra xuất hiện đám đàn em thưa dần đó là khi người ta biết thành sắp nhận án kỷ luật đàn anh gọi tới nói một thôi một hồi đó là cách giải quyết êm thấm nhất. Cảnh cáo và một lá đơn gửi lên cấp trên. Xin nghỉ hưu trước thời hạn vì lý do sức khỏe. Đến tuổi này, ai mà chẳng có chuyện nọ chuyện kia về sức khỏe, nhất là khi bị mải ra bã qua mấy đợt thanh tra. Người ta nói đúng, mất ghế là mất hết. Thật ra cái ghế không mất, nó được chuyển giao từ người này qua người khác, tức là chuyển giao luôn những bồng lộc hoa hồng hoa huệ, những bờ đỡ xun xoe, những sinh tươi ngơ ngác cần được nâng đỡ không trong sáng. Đầu dễ gì quen với sự thay đổi này. Sáng trưa chiều tối uể oải đi qua, thành nổi nóng khi người vợ có gương mặt sao xác nấu một món ăn không vừa miệng, pha ly nước cam hơi ít đường. Thằng con trai gọi điện xin tiền, ngẩn tỏ te khi bị cha nạt. Đám đàn em đi đâu hết rồi? mấy con bồ thơm như múi mít cũng mất tâm mất tích. Thật ra Thành vẫn còn con bồ ruột. Á khôi cuộc thi nhan sắc cấp khu vực chớ không phải tầm thường. Nàng đang theo đuổi giấc mơ ca sĩ ở Sài Gòn và sống trong căn hộ chung cư mà Thành được tình thương mến thương sau một dự án. Hai ngày trước, nàng gọi Zalo, cười dạng dỡ nói anh yêu ơi em sắp qua Hàn làm một bộ ảnh. Anh cho em tiền tiêu vặt nha, Ờ, uh, ờ, uh. yêu anh nhất trên đời. Anh chuyển 20 triệu nha nha. Em đang bận lắm luôn nè. Nàng gửi cái hôn gió rồi kết thúc cuộc gọi. Thành chưa vội chuyển tiền. Chỉ mất một giờ bay là tới Sài Gòn. Cứ im re mà đi. Không báo trước. Để xem con này có chuẩn bị qua hàn chụp hình thiệt không. Trước khi gặp cô bổ ruột, Thành ghé thăm tụi nhỏ tám giờ sáng con chị đã đi làm thằng em vẫn còn nằm gác chân lên cửa sổ chơi game trợn mắt hỏi sao con không đi học thành nghe quý tử cười hì hì môn này ớn lắm ba ơi với lại mấy năm đầu đâu có gì quan trọng chiều con chị về thành quạt một trận về chuyện không nhắc nhở em học hành nó rơm rớm nước mắt có mấy lần con gọi điện cho ba lúc đó ba con cũng nói với má nhưng mà bữa cơm chiều trong ngôi nhà sang trọng chỉ đầy những khoảng lặng chín rưỡi tối thành đặt grab đến căn hộ chung cư loay hoay một hồi vẫn không mở được cửa người đẹp đã thay khóa máu dồn lên mặt thành bấm số gọi đến lần thứ tư cô á khôi mới nghe máy anh yêu ơi em vẫn chưa nhận được tiền nè cô đang ở đâu về ngay sao lại thay khóa những câu hỏi trồm lên. "Ủa, anh tôi đứng ngay trước cửa. Về nhanh." Thành gằn giọng. "Em đang đang ở Vũng Tàu. Sáng mai em về." Cánh cửa gỗ hực lên khi Thành đá mạnh. Con này đang tính cắm sừng mình đây. Từng khớp xương rên lên đau nhức. Cửa thang máy mở, đón Thành ở tầng 15 rồi nhấc lên tầng 22 một cô gái bước vào. Rất trẻ, rất xinh, mặc chiếc đầm đơn giản dài ngang gối khoe đôi chân thon thả. Cô gái bấm chữ G rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Tia nhìn của người đàn ông già từ gương mặt như trăng rằm xuống cái cổ cao, già lên vầng ngực thanh xuân. Trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô bé, cho anh số điện thoại. Anh mời em đi chơi cô gái rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn Thành. Đôi mắt trong veo, chừng như những lời đường đột, kẻ cả của người đàn ông tóc hoa dâm làm cô ngạc nhiên ghê lắm. Đi chơi với anh, anh sẽ mua tặng em cái iPhone mới cứng. Đôi mắt tròn mở to, kinh ngạc, đôi môi xinh khẽ cử động, hình như cô gái trẻ định nói gì đó nhưng không thốt nên lời kế cổ cao vươn lên kiêu hãnh sau khi đôi mắt ném về phía thành tia nhìn khinh bỉ trong câm lặng. Cô gái lại dán mắt vào màn hình điện thoại soảng xĩnh. Nếu thêm một người bước vào thang máy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật xui là thang máy vẫn chạy gì gì. Và gã đàn ông từng ngoắc tay thì có ngay một em sinh tươi xà xuống rồi thỏ thẻ anh ơi nhớ quan tâm tới việc A việc B của em nha không thể nào chấp nhận sự khinh miệt này. Thành bước nhanh tới. Và khi cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi tay Thành đã ghi lấy gương mặt Thanh Xuân. Thành nuốt gọn đôi môi kiêu hãnh của cô vào miệng. Mất mấy giây, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái ôm eo Thành. Vậy mà tưởng Thanh cao lắm. Chắc cái iPhone mới cứng bắt đầu phát huy tác dụng. Nhanh như chớp, cô gái xoay mạnh 180 độ. Cả thân người gã đàn ông va vào thang máy hai gọng kìm nhỏ nhắn nhưng rắn chắc chụp đầu thành dập tiếp vô. Một bầy ong túa ra trong mắt. Cô gái dùng mu bàn tay trà thật mạnh đôi môi, tựa như vừa chót chạm vào một vật bẩn thỉu. Cô không nói câu nào, chỉ có đôi mắt quắc lên những lời khinh miệt. Cửa thang máy mở, đà nữ có gương mặt thiên thần thong thảo bước ra. Loan hơi ngạc nhiên khi chồng về sớm hơn dự định khuôn mặt giống như người vừa thua đậm chứng khoán định đi siêu thị rồi nấu một bữa ngon nhưng chồng đã khoát tay tôi về quê cho nhẹ nhàng đầu óc chừng nào ớn thì về tôi sẽ tắt máy đừng có mà tìm cách gọi điện nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi cổng loan tháo mũ bảo hiểm treo chìa khóa lên móc nhà chỉ có một mình ăn gì chẳng được thành đi được ba ngày thì công an tìm tới họ nói rõ ràng. Chậm rãi nhưng Loan nghe một chập vẫn không hiểu ra. Làm gì có chuyện đó? Chắc mấy anh lầm. Có khi người giống người chớ chồng tôi. Chồng tôi. Camera trong thang máy đã ghi lại toàn bộ. Chị hãy liên lạc với chồng. Khuyên ông ấy hợp tác với chúng tôi và có động thái phù hợp với cô gái bị quấy rối. Chiều hôm đó, người bạn thân gọi điện. Trời ơi Loan ơi! trên báo mấy người ta nói ông Thành, hình như đúng là ông Thành, có đăng ảnh nữa. Mặt đất bồng bềnh dưới chân, người mẹ nghĩ đến hai đứa con, chị lựa lưng vào tường khi nước mắt lặng lẽ chảy. Thành tính về quê câu cá, nghỉ ngơi thư giãn nhưng đi bộ một đoạn ngắn là thở hơi lên, đau ngực, chắc có gì không ổn, phải về rồi tới bệnh viện coi sao. Điện thoại vừa bật lên thì một đống tin nhắn ảo vô. Báo cuộc gọi nhỡ. Cô bổ ruột gọi hơn chục cuộc. Sợ rồi chớ gì. Cần phải dằn mặt cho cô ta biết mình đang ở đâu. Thành bấm số. Hỏi cộc lốc gọi cái gì đó. Ngay lập tức, cô á khôi vãi đạn vô tai. Anh trốn biệt ở đâu hả? Tôi phải đi hầu công an mấy lần. Biết không? Tại sao anh làm vậy? Đồ biến thái giờ thì nổi tiếng rồi đó. Anh đừng bao giờ gọi điện hay tới tìm tôi nữa. Cô điên hờ, đang nói cái gì vậy? Nhưng người đẹp đã tắt máy. Thành gọi, chỉ nghe tiếng ò ý e. Loan đón chồng bằng gương mặt hốc hác tiểu tụy. Thành định nói cô dẹp gương mặt ám chủ đi. Tôi mệt quá rồi nhưng Loan đã chìa ra một trang báo mạng. Nhìn kỹ, Thành choáng váng, cơn ác mộng trong thang máy hiện hiện trên màn hình. Hình ở đâu ra mà nhiều vậy? Hình thành loay hoay mở cửa căn hộ chung cư. Hình thành trong thang máy. Thành tóm lấy cô gái. Đẻ khuôn mặt mình lên khuôn mặt cô. Và hình thành bị dập đầu vô thành thang máy. Sau khi con nhỏ tưởng như chân yếu tay mềm kia thi triển võ công. Nó đánh mình. Nó cố ý gây thương tích cho mình vậy mà thiên hạ còn nhào lên chửi bới mình quấy rối tình dục. Cô bé đó chắc chắn lứa với con gái mình. Anh đâu có thiếu đàn bà. Sao anh? Câu hỏi của người vợ lơ lửng trong căn phòng đã không còn không khí. Ngột thở quá. Tụi nhỏ biết chưa? Sao lại chưa? Báo mạng đang tùm lum. Ghi cặn kẽ tên tuổi. Địa chỉ. Nguyên là thế này thế kia, các luật sư dẫn điều nọ điểm kia so sánh đối chiếu đề nghị sửa đổi khung phạt như gãi ngứa có người đề nghị đưa vô hình sự trời ơi ai mà nhớ trong thang máy có gắn camera nếu nhớ thì ngu hay sao mà làm vậy đàn bà thiếu gì thành ngước mắt nhìn vợ định nói câu gì đó nhưng căn phòng không còn không khí để thở đau quá đau thắt ngực ngộp như con cá bị quăng lên bờ. Thành ôm ngực, gương mặt loan nhanh chóng nhòa đi. Xe cấp cứu giúp còi khi bệnh nhân co quắp tay chân, vật vã. Màn xương dày đặc bao phủ thành trở lại căn phòng sáng choang, nơi DSA thiết bị chụp mạch máu số hóa xóa nên sử dụng tia X đã thay thế cái xe am cũ kỹ. Tại đây, trong căn phòng này, sinh mệnh con người được tính bằng phút nhất là khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến choáng tim, ngừng tuần hoàn hô hấp. Những hình người lao sao, những bước chân gấp gáp. Các bác sĩ hối hả dùng thuốc vận mạch liều cao và đặt máy tạo nhịp tạm thời. DSA trồm tới, ôm lấy khuôn ngực bệnh nhân bất động dưới lớp vải phủ màu xanh. DSA lích kích phát tia phóng xạ. Ông bác sĩ vội vã gọi Loan vào chỉ vô màn hình máy tính phập phồng những con đường quanh co, lớn nhỏ. Đây là hệ thống động mạch vành cung cấp máu nuôi dưỡng trái tim. Đây, thân trung động mạch vành trái, cung cấp đến 80% máu nuôi dưỡng toàn bộ cơ tim bên trái. Nó bị bóc tách một đoạn. Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Nguy cơ tử vong rất cao nếu không nhanh chóng tái thông dòng máu và nếu trong lúc can thiệp, dây dẫn đi vào lòng mạch giả làm cho lòng mạch giả lớn thêm giải thích để chị hiểu đây là thủ tục bắt buộc chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng chị cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất tai người vợ ù đi tưởng chỉ có gương mặt thật gương mặt giả để diễn với người đời ai ngờ sâu tuốt trong trái tim mà cũng thật giả lẫn lộn tại một chỗ nào đó mà vị bác sĩ mặc trang phục xanh gọi là thân chung trong trái tim thành đang có lòng mạch thật với lòng mạch giả tức là sau khi mảng sơ vữa trong lòng mạch máu ở đó bị bong ra dòng máu đi qua xé đẩy và lật mảng sơ vữa tạo thành một lớp màng giữa lòng mạch máu lớp màng và cái lòng mạch giả đó đang đe dọa cướp đi cuộc sống của thành nắm chặt hai tay người vợ lầm rầm cầu nguyện trong màn xương hư ảo bóng nam lại xuất hiện lướt đến bên bản nghiêng nơi thành bất động khi dây dẫn thận trọng và khẩn trương tiến về phía thân trung động mạch vành trái vẫn gương mặt vẫn ánh mắt dầu dầu của hơn hai chục năm trước đừng nhìn tao vậy tao sẽ sống người ta sẽ cứu tao giống như trước kia không đâu trễ rồi lần này thì không ai cứu được mày không Tao cần sống. Tao muốn sống. Mày chết rồi. Mày bắt đầu chết từ khi mê đuối đồng tiền và bán mình cho nó. Mày chết khi đẻ khuôn mặt mày lên khuôn mặt cô bé đáng tuổi con tụi mình. Thời gian đông đặc cho đến khi cách cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ mặc trang phục xanh hiện ra. Chạm vào ánh mắt ông. Loan khụy xuống. Không nhiều người đến đưa tang nhưng những ánh mắt hiếu kỳ những tò mò có phần háo hức thì nhiều lắm. Đâu? Để coi bà vợ ổng. Thấy chưa? Bà có khóc đâu. Đứa con gái đẹp đó chớ. Ờ, à, thằng con trai coi bộ giống cha ghê. Ôm chặt di ảnh chồng, Loan đi bên cạnh con trai ôm lư hương, lướt qua những gì dầm bàn tán, suýt xoa chỉ trò, miệng lâm dâm niệm nam mô A-di-đà-phật nhà sư nói nước mắt làm người chết bịn dịn luyến ái, thành sẽ không được tránh niệm vãng sanh. Loan muốn chồng bỏ hết bỏ hết những khổ đau mê muội để hoàn toàn thanh thản. Trong di ảnh, Thành mỉm cười. Đó là hình chụp Thành lúc ngoài 40. Hai đứa nhỏ nói không được đâu mẹ, chồng ba trẻ quá, người ta nhìn vô sẽ nghĩ ba mất khi còn trẻ. Nhưng Loan vẫn chọn cái hình này. Loan thích nụ cười của Thành khi đưa cả nhà đi chơi. Hồi đó Thành chưa lên xếp lớn. Thành làm việc quên ngày đêm, kiếm đủ tiền trả khoản nợ lâu năm cho bà con, bạn bè. Khoản nợ 400 triệu đồng mà người đàn bà kia đã vù mất. Hồi đó mỗi lần đi làm về trễ, Thành ôm vợ hỏi bữa nay em cho ba cha con ăn món gì đây? Hồi đó Thành hay cười với con và chưa mê muội vì tiền sau này mỗi lần mâu thuẫn thành nói cô không yêu tôi cô chưa từng yêu tôi cô còn nghĩ tới thằng nam không phải đâu loan đã yêu khi đứa con của nam sốt bừng bừng giữa khuya thành lấy xe máy chở hai mẹ con đến bệnh viện quáng quảng tới mức quên mất đang mặc áo thun ba lỗ loan đã yêu khi nghe chồng gọi con gái ơi dịu dàng như thể con bé là giọt máu của anh nhưng tình yêu như cái cây, như bông hoa, cần được nuôi dưỡng. Loan khẽ chạm tay vào linh cữu chồng trước phút hạ huyệt. Lúc này Loan mới khóc. Từng giọt nước mắt run rẩy tan vào cát trắng. Yên nghỉ nghe anh. Trong đất ấm dưới rực rỡ trời xanh. Trong di ảnh. Thành mỉm cười nhẹ nhõm khi mọi thứ đã hóa phủ vân, và những mê muội lỗi lầm đã được tha thứ. theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Con hẻm. Sai lầm của tạo hóa là gieo một giống hoa quý trên dải đất bạc màu. Sai lầm của đám mày dâu nơi phố huyện là đánh rơi một bóng hồng nơi ngã tư hưu quạnh đằng kia. Thật là một sơ suất lớn. Dường như chị đang đợi ai đấy, cũng chẳng rõ. Người ta thấy chị đứng đấy từ lúc chạng vạng tối lúc phố xá náo nhiệt nhất cho đến khi mọi thứ ngập ngụa trong bóng đêm. Chị cũng vẫn đứng đó. Một cơn gió phớt qua, kéo theo đám lá khô đi hoang trên phố. Giờ này, chẳng còn ai ngó đến chị. Đã muốn về nhưng chẳng biết phải về đâu. Cứ quanh đi quần lại góc phố này. Mỏi quá, chị tựa lưng vào trụ đèn. Chị sắp phải khóc thét lên vì đói rồi đây. Đây là lần thứ 10 chị luồn tay vào cái túi sách giống tuếch để ai cũng hiểu sự quan tâm nồng nhiệt của chị với nó. Chẳng biết cái thời chị đã từng lôi một nửa đàn ông ở phố này lên giường như người ta kháo với nhau biến đâu mất rồi. Cho dù đó là sự âu yếm đầy cạm bẫy hay là hạnh phúc thoáng qua cũng đã từng tồn tại giai thoại đó. Rồi khi nhắc đến chị, cơ mặt những gã đàn ông ấy lại bày ra một thứ biểu cảm rất chi là nham nhở. Một nụ cười thỏa mãn, rồi họ cùng nhắc lại những cuộc phiêu lưu ở hẻm yêu trong một buổi cà phê sớm hẻm yêu hẻm yêu bây giờ đã không thuộc sở hữu của các chị nữa hẻm yêu bây giờ đã không còn nhộn nhịp như trước nữa có chừng hai tháng trở lại đây hẻm yêu bị đám nghiện chiếm mất rồi mới hôm kia chị còn bắt gặp một thằng đứng thủ dâm ngay đầu hẻm mới ác mặt hắn khuất trong túi nên không nhìn rõ nhưng vừa thấy chị đã chạy mất dép cũng vì thế nên chị đành ra đây đứng để tránh thằng biến thái kia. Công an phường đang có chiến dịch truy quét mấy tay nghiện ngập, công an đã để mắt đến hẻm yêu rồi. Số chị thật khổ, làm ăn đã khó, Tết dí tới đít mà còn bị chiếm chỗ đã đành lại còn chẳng biết khi nào bị công an hốt lên phường nữa. Nghe đầu cán bộ Hà, người mà các chị gọi là Hà ớt vừa được phân công phụ trách địa bàn phường này thay cho một cán bộ trẻ mới ra trường mà ở phường này thì con hẻm yêu là phức tạp nhất. Ai còn lạ gì? Hỏi sao hà ớt không chú ý cho được? Hà ớt thì các chị nhãn mặt ra. Đàn bà tính đàn ông. Bốp chát. Nói năng như cái muỗng nạo vào đít chén. Địa bàn mà xảy ra vụ việc là rốt rẹn tới ngay. Chị bị hà ớt tóm một lần. Phạt hành chính hết hai trăm chẳng tiếc. Khổ nỗi phải nán lại nghe giảng đạo hết cả tiếng đồng hồ mới được về. Trước khi ra về, chị cũng soi cô ta một tí. Chị không muốn lên mặt dạy đời ai nhưng cũng muốn chỉ dẫn cô em một chút. Không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thì không ai nhận ra khuyết điểm của mình. Cô em cũng đâu đến nỗi tệ. Dù trinh sát địa bàn mấy ngày không về nhà là có thật nhưng nước da bánh ít ấy chỉ qua vài liệu trình thảo dược là sáng lên thôi. Tóc nên uốn một chút, cứ để xuân đuột thì chẳng mua đen tí nào. Không biết cô em có thấy Victoria S. Secret vừa ra mấy kiểu áo ngực mới không? Phụ nữ làm đẹp chút xíu thì chết à? Nhưng nghĩ lại cô em khó tính ấy có thể sẽ không nghe theo mà lại giả nữa thì lại khổ thêm. Để thay đổi suy nghĩ của một cô gái quá lứa thật không dễ dàng. Hà ớt vừa nhận địa bàn. Nghiên cứu hồ sơ điều tra địa bàn hành chính phường đã nắm được gần như 80% tình hình an ninh trật tự khu vực này với một cán bộ lâu năm như hà ớt thì việc cài cắm cơ sở nắm tình hình địa bàn và theo dõi đối tượng là việc chẳng khó khăn gì chị chắc chắn hà ớt sẽ tung mẹ lưới săn tay biến thái hay rạch đùi học sinh đi ngang qua hẻm này trước rồi tiếp theo là các chị thằng đấy bị tóm cổ thì chị mừng hắn mà còn quanh quẩn chỗ này thì có ngày không chị thì cũng mấy em học sinh chết với hắn thôi trong hoàn cảnh này hành động dũng cảm nhất vẫn là suy nghĩ cho bản thân mình. Chị liền nghĩ tới tên xe ôm ở đầu đường tỉnh Lộ 2. Chị muốn đánh một quả. Chị muốn thử vận lần nữa mới tìm đến hắn. Mấy lần tiếp xúc nên chị biết hắn củ mì và tốt bụng lắm. Cách đây một tháng, hắn đòi chở chị đi biểu tình phản đối luật an ninh mạng kiếm vài trăm xài. Bị chị quạt cho một trận liền phán chị là một con đi yêu nước rồi lặn mất tâm. Rồi lần nọ, chỉ dính tới lão già cốc đế keo kiệt, mày có hắn giúp không thì mệt mỏi rồi. Có ai biết trước những người đàn ông có vẻ ngoài hào phóng lại là một tay bùn xỉn thứ thiệt. Trái lại, người nghèo họ rất hào phóng, cũng bởi chính sự hào phóng đó mà họ trở nên nghèo. Lão già vui vẻ với chị nhưng đặt phòng nhỏ và rẻ nhất. Đi ăn thì mặc cả với phục vụ bàn về giá cả niêm yết trên thực đơn trước khi gọi một món rẻ tiền. Suốt cả đêm đi với lão, hành động hào phóng hiếm có nhất là 500 ngàn mới cứng lão trả chị. Rồi vợ lão hay, lão xâm phạm khoản tiền mụ rẻ sẻn để mua son. Chiều hôm sau, mụ kéo thêm mấy bà sồn sồn tới hẻm yêu tìm chị. Mày có hắn giải vây, không thì bây giờ cái mặt có mà bị người ta vạch nát ra rồi. Nhưng chị nhớ lời cảnh báo của công an phường trong cái lần chị bắt gặp thằng khốn thủ dâm ở đầu hẻm tay xe ôm là đàn ông nên có thể hắn có dính líu vụ này đang nằm đánh võng trên xe gặm móng tay trông thấy chị hắn liền kêu hê cô em mông đẹp thế chị giật mình hai cánh tay gồng lên chắc nịch chị nhìn mãi cũng không tìm thấy ở hắn chút gì đó có thể nhen nhóm cho niềm hy vọng vốn đã tắt ngóm trong chị bùng lên một chút cũng không cái đồ quỷ Bộ thèm lắm hả? Thèm chứ. Chị vùng vằng bỏ đi. Hắn nổ máy xe, cuộn tờ báo nhào tới bộp vào mông chị. Quý! Làm gì thế cha nội? Cuối năm rồi. Xả xuôi đi em. Rồi về đón giao thừa. Hắn lia mắt một vòng rồi phán đàn bà con gái gì mà tay chân như lực sĩ ấy. Hành động của hắn làm chị nhớ đến tay thủ dâm trong hẻm yêu thằng đó chỉ loanh quanh đâu đây thôi bây giờ chị rất mong công an vào cuộc thằng đó mà bị tóm thì hẻm yêu lại thuộc về các chị thôi nhưng dù sao đó cũng là việc của cơ quan chức năng nhưng trong cơn đói này chị không có thời gian nghĩ nhiều về cái chuyện đó hắn dê xe sau lưng chị tiếng xe ồ ồ nhưng chị vẫn nghe rõ đi ăn với anh không anh đói quá chúng ý mặt chị bừng sáng. Chị nhoẻn miệng cười nhưng lở đi, lại làm giá, lại nũng nịu, mỗi cái một chút rồi buông một câu cụt lùn. Không đói, hắn vẫn dê xe theo chị, rất tình nhưng cũng rất dại. Ăn khuya với anh rồi về nghỉ. Giờ này nguy hiểm lắm, em đi một mình xui xui gặp mấy thằng biến thái thì khổ. Chị ngần ngừ vài giây rồi nói, thôi được, là anh năn nỉ tôi đó nha Bảy đặt óng ẹo lên xe anh trở đi chị đặt cặp mông hắn vừa khen lên xe gặp hắn đã mấy lần nhưng duy trì lần này chị mới chịu để hắn đèo đi và có lẽ sự đồng đảnh như tiểu thư nhà quyền quý của chị lại khiến cho hắn lấy làm vui sướng lắm nên vừa chạy xe vừa huýt gió à anh có gặp hà ớt bao giờ chưa chưa có làm gì phạm pháp đâu mà sợ. Chị cười mát với hắn rồi nói, nếu người anh chở không phải em mà là Hà ớt thì sao? Hắn khịt cái mũi xù xì những mụn lên, cười hê hê. Hà, mà cỡ có cũng chẳng sao. Nghe nói Hà ớt như đàn ông, đâu dịu dàng ăn mặc hợp mốt như em. Chị im lặng, hắn nhấn ga phóng nhanh về phía trước đường vào hẻm yêu thì chị còn lạ gì. Nên chị vỗ vào vai hắn. Gầm lên. Anh đi đâu vậy? Tới chỗ này làm gì? Đi ăn chưa đi đâu em? Hắn gạt trống xe. Nhảy xuống. Vừa sắn tay áo vừa nhoẻn miệng cười. Sự sung sướng lộ lộ trong ánh mắt hắn làm máu trong chị trào lên. Cái vẻ ấy chị đã thấy nhiều rồi. Cũng chẳng có gì đáng ngại. Giờ này hẻm yêu vắng quá, chẳng có ai ra đường. Chị đổi giọng khi hắn sấn tới. Mày định làm gì? Làm gì cô em hả? Hắn vừa nói vừa kéo phép mơ tuyệt kia rột, lôi vũ khí ra, búng tanh tách trước mặt chị. Hắn đình ninh chị sẽ tá hỏa như mấy em học sinh nên nhếch miệng cười tinh quái. Thì ra là mày hả? Chị hử lạnh. Dứt cầu, chị phóng tới giật tay, đánh vào cổ hắn rồi quật ngã nghiêng. Hắn trở tay không kịp bị bàn tay cứng cát chế ngự. Hắn dãy đành đạch như cá bị cạo vẩy. Con đi, ý, mày làm gì tao vậy? Làm cái điều tao muốn suốt hai tháng nay. Tao săn mày lâu lắm rồi đó thằng biến thái. Có tiếng xe nổ máy, rồi từ ngoài đường, hai thanh niên nhấn ga đâm thẳng vào hẻm, còng tay hắn lại rồi đưa lên xe hả tao ra tao làm gì mà bắt tao hả mà tụi mày là ai mặt hắn đần thấy rõ khi nhận ra hai thanh niên hôm trước gian cảnh đánh ghen chị đồng nghiệp của tao đó lên phường mau chị vừa tháo bộ tóc giả vừa quắc mắt thì ra mày là hắn há hốc mồm nhìn chị chân chối hà ớt đây con không uổng công tao với anh em nhịn đói từ chiều đến giờ. Hôm nay tao bắt quả tang cho mày hết đường chối cãi. Nghe danh hà ớt, hắn dùng mình như bị xối nước lạnh, ú ớ. Thả tao ra. Bơ. Có hơi sức thì cứ la tùy thích. Tao cũng muốn cho khu phố này xem cái clip mày diễn xuất hồi nãy đó. Chị cười gằn luồn tay vào túi sách để tắt thiết bị ghi hình ngụy trang cái cúc cải nắp túi theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ngày trở về. Lúc ngửa mặt lên trần để xúc nước muối, thím nhầm đếm con năm con nhện đang răng tơ chẳng chịt trên trần nhà. Ý nghĩ ngôi nhà này vắng bàn tay đàn bà đã lâu khiến thím chạy lòng ghê gớm. Thím tặc lưỡi, có khi phải mất mấy ngày để dọn nhà cửa cho tươm tất. Dù chi đi nữa, Tết nhất cũng sắp đến nơi rồi. Có tiếng đằng hắng ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng dép lẹp xẹp. Nghĩ buồn cười con người này, cứ sợ thím ngại nên mỗi lần xuất hiện lại ôm cổ đánh hắn, ho kha này nọ. Mắt ông ấy mở căm, có vô tình bắt gặp thím đang trong tình trạng nào đi nữa thì cũng thấy chi đâu. Người ta thấy ông chứ ông đâu thấy được ai. Biết vậy nhưng thím cứ tưởng tượng mỗi cái nhíu mắt nhướng mày kia luôn hướng về mình. Nên chi lại trờn trợn mà e ngại nỗi e ngại không đáng có giữa vợ và chồng. Đã mấy tháng trôi qua, sự trở về của thím vẫn chưa thôi sao động ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng chung đụng với nhau hơn 7 năm nhưng biển biệt xa nhau tận 20 năm nay. Trừ gặp lại cứ lấn cấn ngại ngùng bởi quãng cạnh nhau thì ngắn. Đoạn xa nhau lại quá dài. Tôi từng hình dung mình xa người thương trong trường ấy năm và mường tượng tới hồi gặp lại chắc cả hai cũng lóng ngóng vụng về như vậy đau thêm một nỗi là thím chẳng nhớ chuyện chi đã xảy ra không nhớ tất cả kỷ niệm đã có trong ngôi nhà này và dĩ nhiên chẳng nhớ chút chi đến ông già phải gọi là chồng đang cua gậy trước mặt đó mà tôi nói đó là duyên số là số phận rồi nên phải chấp nhận thôi phải mà thím đi biệt không về luôn thì khác hoặc là có trở về nhưng cả chú và thím đều đã yên bể bên người mới khéo như vậy có khi dễ sống hơn trừ mờ thầm không nói năng và nhắc nhở chi nhưng ẩn trong linh tính của chừng đó ngày chồng vợ chú tôi đã luôn đinh ninh thím sẽ về nhiều bữa rít điếu thuốc trong đêm khuya chú nói khi nào thằng ninh khôn lớn mong nó biết đường đi tìm mạng giá mà mắt mũi sáng rõ chú đã tự đi tìm suy tính cũng nhiều chỉ là không đoán được ngày về thím lại xem chú thành ra xa lạ cô vợ hay cười hay nói với chú điếc đác và có phần chậm chạp ấy, hình như chẳng bao giờ trở lại. Nghe bảo con nuôi đã đem thím đi chữa bệnh, giờ thím đeo máy trợ thính nên nghe rõ hơn hồi xưa rất nhiều. Một người thì mắt đã mở đục hơn, một người thì nghe rõ hơn, không chừng khập khiễng cũng phải. Chú cười méo xẹo rồi nhấp ngụm trà chát đắng. Thím gọi điện cho anh Hải mỗi ngày chỉ để hỏi han vài ba chuyện không đầu không cuối, anh hiểu cảm giác của thím biết đó là nhà mình chồng con mình nhưng thấy lạ lẫm và khó thích nghi chẳng qua vì thím không nhớ chứ đã là nhà thì sao lạ được anh bảo nếu mẹ muốn con ra đón mẹ vào ở với con như trước thì thím dãy nãy làm thế đâu được độ trước khi anh con nuôi tìm quê cho mẹ anh không hề nghĩ sẽ đưa mẹ vô hoàn cảnh khó xử như bây trừ phải mà anh ngó lơ để mẹ sống bên mình từ đây tới cuối đời cho khỏe suy nghĩ đó đến một chút rồi thôi vì anh biết ít ra mình đã làm đúng người ta cần thăm cội nguồn tổ tông cần về với gia đình khi họ vẫn còn hiện diện ngày thím về nhà cũ gặp đúng chồng con năm xưa tôi nhớ thím đã khóc rất nhiều dù rằng lúc ấy thím không nhận ra chồng hay con bà con làng xóm tới thăm họ nắm tay thím và trách sao đi biệt mà không tin tức chi không nhắn gửi một câu về nhà hải phân trần giải thích rằng mẹ mình gặp chấn động tâm lý nên không nhớ chuyện trước kia thím chậm chạp quên quên nhớ nhớ và điếc đác thì cả làng này đều biết có điều họ vẫn trách cho thỏa mãn vậy thôi anh con nuôi của thím bảo ái ngại khi ngó qua thằng ninh đứa con trai vắng mẹ trong chừng ấy năm lẽ ra thím đã ở trong ngôi nhà này với thằng con trai đang điềm tĩnh đó. Vậy mà lưu lạc rồi gặp anh, nuôi anh thay vì nuôi con đẻ. Thảo khều tôi, bảo anh xem mạ chồng em lạ lắm. Hồi mô cũng lén ngó chồng em, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi nghĩ thím nhìn để quen. Tại trong hình dung của người mẹ ấy, lúc mình đi, đứa con chỉ vừa năm tuổi. Này thím trở về, nó đã là một người đàn ông còn sắp làm cha, không lạ lẫm sao được. Thím kể hồi ninh còn nhỏ, cổ áo nào cũng mốc thâm đen xì vì hay nhễu nước miếng. Đêm nằm ngủ, thằng con năm tuổi vẫn thò tay trong áo thím rồi còn đái ướt cả giường. Hồi đó, thằng ninh hay hát hay cười chứ không lặng lặng như trừ. Tôi tính nói nó thay đổi từ lúc thím đi nhưng may mà ngăn lại kịp. Nói ra điều đó cũng chẳng để làm chi có vài điều trong cuộc đời này tự nhiên đến làm ta thay đổi. Thím chắc chắn cũng đã thay đổi sau vài ba biến cố. Dù sao cũng thật may vì phần ký ức của thím còn có đứa con trai chứ người đàn ông còn lại trong ngôi nhà này mảy may không tồn tại trong phần trí nhớ nhỏ nhoi của thím. Lúc thím trở về, chú vừa 60, thím cũng hơn 50, tần tảo bán buôn nhưng trông thím vẫn trắng trẻo, mập mạp, những chuyện đàn ông đàn bà lúc ấy chắc cũng vừa tắt mà nếu còn dễ chi chú dám tự mình thắp lại khi muốn nắm cái tay sờ mái tóc thím cũng thụt lùi mà tôi dò hỏi lâu trừ chú thím vẫn ngủ riêng hay sao thím ừ hữu với vẻ ngần ngại đàn bà với nhau đó nhưng cũng khó nói bởi thím bây bảo không quen vợ chồng mà không quen thì tính răng trừ ngó chú bay nằm trèo queo trên cái giường nhỏ gần bếp mà chảy nước mắt. Hồi thím mới về nhà, thím dành ngủ đó nhưng chú không chịu. Chú bắt thím lên trên nhà ngủ để chú ngủ dưới này lấy cớ đêm hôm đi vệ sinh cho tiện. Mà tôi nói, vợ chồng có tuổi nên ngủ chung không phải vì ham hố chi cả. Chẳng qua lỡ nửa đêm có chuyện chi bất ngờ còn hay biết. Những năm sau tuổi 60 của cuộc đời chính là những năm khuyến mãi, ông trời kêu hồi mô ai biết đêm hôm lạnh tay lạnh chân thì người ngủ cạnh bên còn hay như ông lành đầu xóm ngủ một mình rồi đột quỵ sáng ra con cháu tới giờ đã thấy ông lạnh ngắt vợ ông than khóc kể lể đêm đó mụ qua nhà con gái chơi rồi ở lại phải chi lúc ấy mụ nằm bên để nghe tiếng ông ú ớ có khi ông vẫn còn chuyện vợ chồng bao giờ cũng khó nói chỉ người trong cuộc mới tự mình giải quyết với nhau người ngoài nói cho cùng tác động đến đâu cũng không thấu hiểu bằng nên chi chuyện chú thím mà tôi bảo để chú thím tự điều chỉnh tôi thích mạ dùng từ điều chỉnh vì tình cảm ngày xưa vốn sẵn có với nhau chỉ là qua hai chục năm quên lãng và mất biệt người thì đau đáu nhớ người thì hờ hững quên có lần mạ tôi qua ngồi một buổi bên nhà chú thím than trời đất bởi cảm giác sắp chết ngạt tới nơi. Là ngột ngạt bởi bầu không khí đó. Mạ nói chú thím bay oán trách nhau nhưng không bằng lời. Tôi biết, thím đang cố gắng rất nhiều dù cho chú đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Những chuyện trò chú dành cho thím dần già ít đi và chẳng thấy chút nào tình cảm ngoài những chỉ dẫn để lấy đồ đạc trong nhà. Lấy dùm tôi gói trà ở dưới bếp. Mở chặn bếp ra. Tầng trên cùng trong góc phải gói trà nằm đó giấy khen sách vở áo quần hồi nhỏ của thằng ninh cất trong cái dương dưới góc giường phía bên trái ở góc tủ thờ phía tay phải từ trên xuống dưới xếp thứ ba có cuốn an bum lấy ra mà coi thím dạ nhỏ nhẹ rồi ngoan ngoãn làm theo từng lời chú bảo xong việc nào đó cả hai lại im lặng không biết những người mở mắt có sống kỷ luật kiểu như chú không. Thứ gì bỏ ở đâu phải đúng vị trí để lúc cần có thể mò mẫm lấy. Nên khi con Thảo về làm dâu, cả nhà hay hục học bởi chuyện này. Nó vụng về qua loa mà cha con chú thì ngược lại. Ở điểm này, thím làm chú vừa lòng vì luôn cất giữ đúng nơi đúng chỗ từ ống tăm đến đôi dép mà chú quy định. Chú bảo thím giữ tập ảnh hôm trước mà coi. Từ hồi thím đi, Tết năm nào chú cũng kêu người xuống chụp ảnh. Sẽ là vài tấm ảnh cha con chú đứng cạnh gốc mai trước sân nhà. Thằng Ninh súng sính trong áo mới và chú đôi mắt cứ dại đi mỗi ngày. Trong những tấm ảnh sau này, dễ thấy mắt chú đã mở đục đi, không hướng thẳng vào máy ảnh mà nhìn lạc sang đâu đó. Và thằng Ninh cứ lớn dần lên trong từng tấm ảnh như vậy, cao lớn cùng gốc mai ngày xưa. Thím thấy xúc động vì ít ra cũng nhìn ngó được chút chi sự lớn lên của thằng con mình. Lần mò mấy bộ áo quần hồi nhỏ của thằng Ninh, ngó giấy khen, sách vở của con, thím chảy nước mắt. Chú tôi cứ khấp khởi mỗi ngày bởi ý nghĩ chắc hết hôm nay, sáng mai ngủ dậy thím sẽ nhớ ra mình, sẽ chạy tới ôm lấy chú mà khóc lóc um sùm rồi lại nói cười dề rà cạnh chú nhưng kiên nhẫn và hy vọng có dài lắm cũng chỉ như một sợi dây gàu kéo ba hồi cũng hết tôi hình dung sự kiên nhẫn trong chú đã dần cạn kiệt lạ lùng lúc chờ đợi hai mươi năm không đà động tới thì còn thương nhớ tin tưởng đó tới hồi gặp nhau lòng tin đã vơi đi lắm bữa chú thở dài khi chót nghe đôi ba lời xì xào của làng xóm họ bảo chú mở mắt nên dại biết vợ lưu lạc mấy chục năm vì nỗi chi rõ ràng chắc chi đã bị lạc chắc chi đã mất trí thiệt tình họ hổ nghi có khi thím đi theo người đàn ông nào đó đến khi cùng đường mới tìm về và thằng con nuôi kia biết mô là con đẻ những hoài nghi như một vết mực loang rộng dần ra trong tâm can chú bứt rất khó chịu chú đâm hục hặc và khó tính đỉnh điểm là hôm rồi khi tìm không thấy cái ấm trà trong tủ chú lớn tiếng la con Thảo một hồi. Sẵn bầu bì mệt mỏi nên sinh hờn giận. Thảo khóc ấm ức rồi bắt xe về nhà ngoại. Thằng Ninh lo vợ bụng mang dạ chưa phải chạy theo. Nhà còn mỗi chú thím. Thím lặng lặng tìm ấm trà. Xúc rửa sạch sẽ rồi đem bỏ chỗ cũ. Chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng ngôi nhà lại ồn ào bởi những hoài nghi trách móc nhau ở đâu đó. Chú trách thím đi sao không đi luôn đi, về làm chi thím thì khổ sở vì không phải bản thân muốn vậy vô tình quên dù đã cố ý nhớ những lúc đó mạ kêu tôi chịu khó qua ngồi uống trà với chú để ngăn một cuộc bỏ đi nào đó từ hồi thím về nhà tới trừ thằng ninh chẳng tỏ vẻ chi hồ hởi nói năng hay mừng rỡ không thể hiện là buồn hay vui tôi đoán nó hờn giận mạ hoặc cảm thấy tủi thân khi mình giọt máu đẻ ra nhưng không được mạ gần gũi chăm bắm bằng anh hải lúc con thảo bỏ về nhà ngoại thằng minh đi theo không mấy trần trừ mà tôi nói không khéo tụi nó tính ra riêng cả nhà nháo nhào vì con thảo bị ngã nên phải sinh non bác sĩ thông báo phải mổ gấp nguy cơ mất mẹ hoặc mất con thảo bầu song sinh nên ai nấy đều lo tái mặt Ninh khóc tức tuổi trong điện thoại đến thương. Tôi lấy xe chở thím vào bệnh viện. Chú ở nhà đi tới đi lui thắp hương khấn vái. May ông bà phù hộ. Ca mổ thành công. Ba mẹ con Thảo không hề hấn chi. Hai thằng bé mới sinh nằm trong lồng kín hơn một tháng thì được cho về nhà. Bữa làm đầy tháng. Nhà ngoại nó đông đủ. Ai cũng khen con Thảo tốt phước. Có bà mẹ chồng chu đáo tận tình thời gian con dâu nằm viện đến khi về nhà mình thím lo vệ sinh tắm rửa cho con thảo mạ thảo mất sớm hồi cưới ninh thím chưa về nên nó đinh ninh những ngày nằm cữ chắc tủi thân lắm bây trừ có mạ chồng chăm lo như mạ đẻ nó bảo số nó còn may thảo kể xúc động nhất là bữa mạ chồng nhìn hai thằng nhỏ âu yếm rồi quay qua níu tay nó bảo đừng giận ông nội tức ba chồng nó mà tội thảo cười khì tính nó dễ giận mà mau quên. Chẳng bao giờ để bụng nên mẹ cứ yên tâm. Anh Hải cũng ra dự đầy tháng hai đứa nhỏ. Duyên nợ của anh với vùng đất này ắt còn dài khi anh bảo ra năm sẽ làm đám cưới với một cô gái ở trên thị xã. Lần đầu gặp, anh đã cảm tình vì cô gái nói giọng y hệt thím. Hải nắm tay chú tôi, nhờ chú Mai Mốt đứng ra đại diện họ nhà trai lo đám cưới cho anh. Hẳn từ hôm ấy tâm trạng chú có chút đổi khác, chú cười nói nhiều hơn, không còn đâm chiêu và thở dài, vài ba phần nghi ngại chắc đã vơi đi bớt. ảnh tết của gia đình chú thím năm nay khác lắm, không chỉ có hai cha con lẻ loi đứng yên như tượng trước sân nhà, bên gốc mai nở bung vàng rực, sự hiện diện của thím và vợ chồng Ninh cùng hai đứa cháu làm bức ảnh gia đình thêm đông đúc. Anh Hải dẫn cả bạn gái về họ cũng có mặt trong tấm ảnh sum vầy tết nhất đó chú tôi khoác vai thím mắt hướng về máy ảnh cười tươi rạng rỡ tôi để ý một bàn tay của thím đang níu lấy cành mai không nhớ gốc mai này là gốc thứ mấy chú trồng để thay thế vào gốc mai cũ đã chết khô từ mấy đợt lụt trước chú luôn muốn giữ hình ảnh ngôi nhà không thay đổi như từ lúc thím đi nên từng bóng cây từng viên gạch có thay mới cũng na ná cái cũ hệt bao người xa nhau vẫn luôn muốn lưu giữ những gì từng trung đụng không biết sau này thím có nhận ra chú tôi có nhớ lại từng ấy tháng năm sống cùng chú trong ngôi nhà này và bao buồn vui đã trải ngó bàn tay còn lại của thím vòng qua lưng chú tôi nghĩ cũng chẳng cần mang vác ký ức hay kỷ niệm chi nhiều nữa bởi ngày về của họ đã bắt đầu vui theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn sông đợi. Quán cà phê đứng bên bờ sông đợi. Thực ra đó là tên của một khúc sông lúc nó lơ đãng đi ngang qua phố để về biển. Nam nói người ta thêu dệt rồi đặt thành tên. Làm gì có cô gái nào ngồi trên bờ đúng một trăm ngày để chờ người đàn ông mà xương thịt đã chìm xuống đáy sông. Thư cũng không biết nữa. Mẹ từng nói tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời. Hôm đó trăng rất mượt trên những phiến lá còn khẽ run sau cơn mưa. Đêm thơm mùi sử quân tử khi Thư và Nam vào ngôi quán bên sông đợi. Nam đang vui, kể vừa đẩy được lô đất mua hồi tháng trước, kiếm gần 300. Còn lô đất bên kia sông, có người trả một tỷ sáu. Bán được hai lô nữa thì mua căn hộ cao cấp vườn Phượng Hoàng. Em thấy sao? Quá tốt chứ sao? anh sắp thành đại gia rồi thư cười. Sau này, chuyện kiếm tiền để anh lo. Em cứ lo khám bệnh, mổ xẻ, làm những gì em thích. Câu này Nam nói mấy lần rồi, lần nào cũng rất nghiêm túc. Có một cơn gió lùa qua, ngoài kia, dòng sông lặng phát. Nam đổi đề tài, nghe nói hồi trước, cuối tuần ở đây có một nghệ sĩ chơi piano hay lắm thư quen với cây dương cầm từ nhỏ đứa trẻ năm tuổi thích chơi búp bê đồ hàng chứ không thích cây đàn giống như cái tủ có một hàng phím dài hàng phím đó như hàm răng của một con vật khổng lồ bởi nó làm mấy ngón tay của thư đau mẹ không biết những ý nghĩ thầm kín này của con gái mẹ nói con phải biết chơi đàn con phải trở thành một cô gái thanh lịch hiểu biết giỏi giang thì sẽ gặp được người đàn ông tốt và giỏi mẹ không thanh lịch, giỏi giang ư, lại đẹp nữa. Nhưng mẹ đã mắc sai lầm. Người đàn ông mà mẹ chọn, có lẽ không tốt đến mức mẹ chỉ muốn bồi xóa mọi thứ liên quan đến ông ấy, trừ đứa con trong bụng. Chính là Thư. Cho nên khi mấy đứa bạn cùng lớp thắc mắc ba mày đâu, sao không thấy chở mày đi học? Cô bé Thư lịch sự trả lời ba mình chết lâu rồi. Mẹ sống với trái tim chia làm hai nửa nửa dành cho Thư, nửa còn lại tơi tả vì đau. Thương mẹ, Thư tìm cách chữa lành nửa bên đó. Thư dáng tập đàn, dù ghét cái tủ có hàm răng trắng phao sen lẫn vài cái răng đen. Ở trường, Thư luôn đứng đầu lớp. Nhiều bà mẹ ghen tị với mẹ. Khi Thư mặc áo dài bước vào cổng trường trung học, mẹ tìm thấy người đàn ông của mình. Thật ra trước khi gặp mẹ, ông ấy đã là người đàn ông của một phụ nữ khác là trụ cột của gia đình khác nhưng nửa còn lại trong trái tim nơi chứa đựng nỗi đau dai dẳng đã được lấp đầy bằng lớp lớp cảm xúc mà mẹ chưa từng có ông ấy yêu cả những khiếm khuyết của mẹ mẹ mỉm cười hai má hồng lên khi thư yếu ớt phản đối mẹ nói tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời thư không biết tình yêu mặt mũi ra sao nhưng rõ ràng là nó đang tỏa nắng thanh xuân lên mẹ. Mẹ hay cười một mình. Mẹ kè kè điện thoại mỗi khi ông ấy đi công tác xa. Và tiếng đàn dâng đầy ngôi nhà nhỏ. Mẹ không phải rơi nước mắt lần nào nữa. Trừ hôm đưa thư vô Sài Gòn nhập học trường y. Em đang nghĩ gì đó? À, không. Sử quân tử thơm quá. Em thích phải không? sau này sẽ trồng kín cả hàng rào nam nói rất nghiêm túc có điều những sau này hay ho đó thư chưa bao giờ cảm thấy liên quan đến mình sẽ thuộc về mình trăng loang trên mặt sông gió sao xác thổi như một mảnh ghép hoàn hảo cho khung cảnh này từ cái loa nhỏ giấu mình ở đâu đó từng giọt đàn ngân lên bản sonata gần như là ngẫu hứng của beethoven thư trôi đi trong thứ ánh sáng kỳ ảo khi những dòng âm thanh tuyệt đẹp không ngừng tuôn chảy. Chợt thư giật mình. Cách cô hơn chục bước chân. Dưới gốc xứ già bên căn gác nhỏ là một dáng hình quen thuộc. Lèn qua khẽ lá. Ánh trăng chảy một dòng trên gương mặt người đàn ông ngồi như pho tượng. Dường như là gương mặt của một người khác không phải của bác sĩ trưởng khoa ít nói ít cười mà thư vẫn nghĩ về anh như một phụ nữ nghĩ về người đàn ông đặc biệt trong mắt mình đó là gương mặt của một người vĩnh viễn không tìm lại được bầu trời đã mất tim thư nhói lên cảm giác này chưa từng có trước đây lạ chưa cậu kêu thiếu người cần người thì tôi đưa người về giờ lại ý kiến ý cò tôi cần một bác sĩ ngoại thần kinh lì đòn trong phòng mổ ở bệnh viện kia cô ấy mổ chính đã hơn một năm chính gì nhìn như bình hoa di động báo cáo khoa học run lên trong tay thư khi cửa phòng giám đốc chẳng giữ được cuộc trò chuyện ở bên trong gõ nhanh hai cái rồi cô đẩy cửa bước vào trước ánh mắt có phần bối rối Thư anh báo cáo đây cô đặt lên bản giám đốc rồi xoay về phía trưởng khoa có vẻ như tôi đến đây đúng lúc, để biết rằng anh kỳ thị phụ nữ. Tôi không kỳ thị gì hết. Đơn giản là tôi cần một phẫu thuật viên nam bền bỉ. Cô không. Không thích hợp. Đã có báo cáo khoa học nào khẳng định phẫu thuật viên nữ không bền bỉ hay chưa? Thư vặc lại. Rồi, nhìn xoáy vào bác sĩ trưởng khoa cô thong thả đâu có nơi nào quy định rằng phụ nữ chỉ chơi đàn và không cầm dao mổ đúng không anh trường khoa ngoại nhìn cô chân chân trong đôi mắt u uẩn vừa sập tối thư kịp thấy trào lên những đợt sóng cô đã khoét vào vết thương của người đàn ông này vết thương chưa có dấu hiệu lành có cái gì đó dội lên trong ngực rời phòng giám đốc anh trở về khoa vào phòng làm việc của mình anh ngồi xuống và bật máy tính màn hình hiện ra một giọt xương lóng lánh đang rời khỏi phiến lá xanh đẹp như nước mắt nàng từng nói vậy nàng đẹp và mong manh như giọt xương kia đôi khi ôm nàng trong lòng anh vẫn mơ hồ lo sợ nàng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời vào một ngày nào đó cảm giác bất an thi thoảng lại đến ngay cả khi rất hạnh phúc anh tự nhủ sẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho nàng suốt cuộc đời này nàng lùa mấy ngón tay gầy vào tóc anh nói em sẽ đàn cho anh nghe mỗi đêm cứ như vậy cho tới khi chúng mình giả đi tay em run mắt em mở tai không nghe được âm thanh gì nữa anh yêu tiếng đàn trước khi say đắm ánh mắt tiếng cười và hơi thở của nàng một đêm trăng thơm ngát anh cùng nhóm bạn từ thời phổ thông đến ngôi quán bên sông quán này có một cô như vừa bước ra từ mấy bức tranh chơi piano hay ngây ngất các bạn anh kể vậy và anh ngay trong đêm đó đã bắt gặp thứ ánh sáng tuyệt đẹp nơi dòng suối âm thanh tuôn ra từ đôi tay nàng anh nhận ra đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình ngay từ cái nhìn đầu tiên công việc ở khoa những ca mổ nối tiếp nhau lại thêm công việc ngoài giờ ở phòng khám khiến anh hụt hơi, nhưng chỉ cần bước vào ngôi quán bên sông đợi, nghe tiếng dương cầm từ căn gác nhỏ ngân lên trong đêm thơm ngát, anh tin rằng thế giới của mình có thể gói trọn trong tiếng đàn này. Sáng hôm đó có ca cấp cứu, một thanh niên nhập viện với vết đâm trên ngực, cạnh xương ức trái, thấu tim làm tràn máu màng ngoài tim. Bệnh nhân có dấu hiệu bị chèn ép tim cấp huyết áp không đo được. Bóng dáng thần chết trờn vờn chung quanh chàng trai này. Hội trận. Anh cùng ekip khẩn trương mổ cấp cứu. Mở lồng ngực và mở màng ngoài tim. Anh tìm cách chặn dòng máu đang phun ra từ vết đâm thùng tâm thất và khâu vết thương lại. Hơn một giờ sau, anh rời phòng mổ. Điện thoại báo 11 cuộc gọi nhỡ. Nàng hiếm khi gọi anh trong giờ làm việc nếu không thật cần thiết và nàng chưa bao giờ gọi nhiều đến vậy cảm giác lo lắng ập đến và dâng lên theo từng hồi chuông kéo dài rồi tắt ngấm anh không hề biết rằng khi ấy tại bệnh viện các đồng nghiệp bên tim mạch can thiệp đang toát mồ hôi hồi sức một trái tim đã ngừng đập vì thiếu máu tưới trong cuộc đua đó thời gian chính là tính mạng nhưng cán cân đã nghiêng về phía thần chết mất rồi cái chết của nữ bệnh nhân lớn tuổi nhập viện sau khi đã ngưng tim ngưng thở mãi mãi thay đổi cuộc đời anh. Trong lúc lo sợ tột cùng, em chỉ biết gọi anh. Tiếng nàng nhẹ hẫng Thân hình tiểu tụy và nỗi đau kiệt cùng trong đáy mắt nàng khiến anh nghẹt thở. Đúng vào lúc mẹ nàng bị nhồi máu cơ tim cấp, anh đang tập trung cao độ để cứu lấy trái tim bị thương của một chàng trai chưa đầy 20 tuổi anh không nhận được cuộc gọi cầu cứu của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Cái chết của mẹ nàng đặt dấu chấm hết cho những hẹn hò đắm say khao khát. Anh đâu có lỗi gì. Chỉ là mỗi khi gặp anh, trong đầu em lại bật lên ý nghĩ nếu như hôm đó, thay vì gọi anh hàng chục cuộc và chờ đợi, em gọi xe cứu thương ngay thì mẹ có cơ hội được cứu sống hay không tiếng nàng chìm trong gió họ ngồi dưới gốc sứ giả, nơi anh vẫn ngồi hàng giờ trong những buổi tối cuối tuần không trực ở bệnh viện, khi nàng lướt những ngón tay thon lên phím ngà, trên căn gác nhỏ. Anh không biết rằng đó là lần cuối cùng anh cầm đôi tay mỏng manh như xương của nàng. Hôm sau anh đến, căn hộ chung cư của nàng đóng cửa. Ngày thứ hai, thứ ba anh đến, vẫn đóng cửa. Điện thoại không liên lạc được chủ quán cà phê bên sông người xem nàng như con nói nàng đã xin nghỉ việc sau cái chết của mẹ nuôi. Cô ấy đưa cho cốt của mẹ về quê. Cậu về đó xem sao? Anh đứng chôn chân trong khu vườn ảo ạt gió. Nàng chưa từng kể rằng nàng là trẻ mồ côi, rằng người phụ nữ vừa mất đã cứu mang, trao cho nàng một mái nhà và trái tim của người mẹ. Quê bà ở đâu? Làm sao anh biết? Mấy người bạn của nàng càng không biết điều này hơn một tháng sau khi nàng biến mất, một buổi chiều muộn đi ngang qua chung cư, tim anh rộn lên khi thấy căn hộ sáng đèn. Anh lao vào thang máy, run run bấm lên tầng 6. Một phụ nữ lạ hoắc mở cửa hỏi anh cần gì. Nhà này tôi đã mua nên dọn về ở. Anh quay đi và đứng lặng bên vệ đường cho tới khi bóng đêm trùm xuống. Quay quát hỏi mình đã làm gì sai. Chuyện của bác sĩ trưởng khoa nếu dựng thành phim chắc khán giả nữ khóc nhiều thời buổi giờ hiếm thấy ai si tình như ảnh chị điều dưỡng trưởng nói vậy trong khi thính giả duy nhất của chị lặng người đi mồn một, một trước mắt thư là hình ảnh người đàn ông ngồi như hóa đá dưới trăng anh đến để nghe tiếng đàn từ quá khứ dội về hay chờ đợi những dòng âm thanh mà anh biết là sẽ không bao giờ ngân lên nữa Ba năm 36 mùa trăng lẽ nào chưa đủ để anh bước ra khỏi những kỷ niệm và mở cánh cửa khác cho mình. Trong cô chợt trào lên niềm ân hận. Nếu sớm biết rõ nguồn cơn, cô đã không chém vào anh một nhát dao khi cố tình nhắc đến chi tiết phụ nữ chơi đàn trong lúc tranh luận tại phòng giám đốc. Kim đồng hồ đã qua con số 12. Ca trực bình yên nhưng giấc ngủ vẫn chưa tìm đến. Có tiếng gõ cửa gấp gáp một ca chấn thương sọ não từ tuyến dưới chuyển lên. Xuất hiện cùng bệnh nhân đen nhẻm, nhỏ như cây kẹo là suối nước mắt của người mẹ. Nó té từ trên bàn, đập đầu xuống nền nhà. Nó bị đau đầu, xây sẩm rồi ói liên tục. Mặc cho mẹ khóc kể lo lắng, đứa trẻ sụi lơ như cờ không cán. Thư lập tức cho chụp công ty sọ não, thầm mong không có gì quá nguy hiểm với cây kẹo đen nhẹm này. Khi phim chụp cắt lớp được chuyển lên, chúng báo với thư tin xấu, máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Cần phải can thiệp ngoại khoa sớm. Nhưng cầm kết quả đọc phim của bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh, thư giật mình. Sao lại là xuất huyết dưới khoang nhện? Cô xem thật kỹ phim chụp một lần nữa. Rõ ràng là máu tụ ngoài màng cứng. Hội trần. Phe cận lâm sàng áp đảo bảo vệ trần đoán xuất huyết dưới khoang nhện giám đốc bệnh viện yêu cầu gửi hình ảnh chụp cắt lớp cho phó giám đốc một người rất cứng về ngoại thần kinh đang đi công tác xa zalo chỉ báo đã nhận gọi điện chỉ nghe chuông đổ có lẽ xếp tắt âm thanh khi dự hội nghị rồi quên luôn nhưng chắc chắn là xuất huyết dưới khoang nhện phe cận lâm sàng dứt khoát máu tụ ngoài màng cứng rất hiếm gặp ở trẻ em trưởng khoa ngoại hướng mắt về phía bác sĩ ngoại thần kinh duy nhất. Đúng, rất hiếm gặp thư thừa nhận vì mảng cứng ở trẻ em chưa dính chặt vào bản trong xương sọ, cho nên khi xương sọ bị nứt, mảng cứng có thể tách ra và trượt đi, thành ra các nhánh của động mạch màng não giữa ít khi bị xé rách. Nhưng trong trường hợp này, đứa trẻ bị té ngã đập vùng chậm xuống nền cứng, bị đau ở vùng chậm và dưới chậm, và những hình ảnh này cho thấy máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Chúng ta phải mổ cấp cứu. Nếu không đứa trẻ có thể đột ngột ngưng thở mà không qua giai đoạn hôn mê do máu tụ chèn ép thân não. Ngay trung tâm hô hấp. Chuông điện thoại vẫn đổ những hồi dài. Zalo Lô vẫn chỉ báo đã nhận hình ảnh chụp công ty sọ não của bệnh nhi 6 tuổi. Giám đốc bệnh viện đứng lên, xoáy ánh mắt vào thư em có chắc là máu tụ ngoài màng cứng hố sau cô nhìn thẳng vào vị chỉ huy gật đầu chắc chắn trên tường đồng hồ kêu tích tắc tích tắc có cảm giác như kim dây đang vùn vụt quay tiến hành mổ cấp cứu giám đốc bệnh viện ra lệnh thư rời phòng phẫu thuật với cảm giác của một người vừa cất được gánh nặng đêm còn đặc quánh ở bên ngoài khá lắm bác sĩ trưởng khoa vẫn ngồi trong phòng trực, nhìn cô bằng ánh mắt khác với mọi ngày. Thư làm bộ ngơ ngác. Anh nói sao? Cái gì khá? Trường khoa mỉm cười. Lúc nãy xếp phó gọi cho anh. Nói mổ gấp chứ máu tụ ở hố sau. Bệnh nhân sụp rất nhanh. Anh báo là đang mổ. Em khá lắm. Thư nhún vai. Bình thường thôi mà. Đăng thư nè cô hơi khựng lại sao bỗng nhiên hôm nay lại gọi cả tên đệm của mình anh đã nghĩ và nói không đúng về em cho anh xin lỗi thư thấy lòng mình mềm đi trước ánh mắt u uẩn của người đàn ông này em cũng xin lỗi vì đã cố tình khơi lại chuyện buồn anh cười thôi huề nghen mà sao em chọn ngoại thần kinh làm chi cho cực vậy cô nghiêng đầu vì em thích nơi góc phòng khách dưới lớp vải phủ khá dày cây piano bị bỏ rơi suốt mấy năm nay thư giận mẹ quyết không đụng đến cây đàn của mẹ hồi đó thư mới ra trường làm việc tại một bệnh viện cách quê nhà mấy trăm cây số thư không lo nhiều về mẹ vì mẹ có ông ấy và có gì năm một người bà con xa không chồng con ở trên quê dọn về sống cùng mẹ từ lúc thư đi học xa nhà chiều nọ dì năm gọi điện, nhỏ giọng: "Thư, Thu xếp về nhà ít ngày nghe con. Có chuyện gì ạ? À? Mẹ con không khỏe hở gì? Ông ấy mất rồi. Mẹ con bây giờ. Gì sợ." Vơ vội quần áo nhét vào ba lô, Thư báo với sếp rồi về ngay trong đêm, ngồi lắc lư trên tàu, tâm trí cô hiện lên gương mặt bừng sáng của mẹ mỗi khi kể về ông ấy ánh mắt mẹ khi đó là ánh mắt của một người có cả thế giới mấy lần thư chạm vào điện thoại định gọi và nói mẹ ơi con đang về nhưng cảm giác sợ hãi làm những ngón tay như đông cứng trên màn hình sáng hôm sau bước gấp lên thềm thư kinh ngạc thấy nhà cửa sáng trưng một bình hoa hồng rực rỡ phòng khách mẹ mặc đầm dài và trang điểm nhẹ tất bật nấu nướng đăng thư về hở con đi đường mệt không con mẹ có vẻ vui lắm nhưng vẫn không ngừng tay trên bếp mẹ ơi thay đồ đi rồi phụ mẹ một tay hôm nay ông ấy về mẹ phải nấu món gì ngon ngon mà dì năm cứ ngồi đó khóc lóc lại còn cản mẹ có cái gì đó chặn ngang cổ nước mắt thư trào ra mẹ ơi dì năm kể ông ấy gọi điện nói hai ngày nữa sẽ về mẹ tưng bừng dọn dẹp trang hoàng nhà cửa y như những lần trước nhưng lần này ông ấy chế hẹn và mất liên lạc mẹ chờ mòn mỏi cho đến khi nhận được tin giữ từ người trợ lý thân cận của ông ấy người đàn ông một nửa của mẹ bị đột quỵ hôn mê và sẽ không bao giờ trở về dì nằm nghĩ mẹ sẽ khóc sẽ vật vã sẽ đòi đến nhà ông ấy cho bằng được nhưng không mẹ chỉ đứng bất động mẹ đứng đấy, nhìn ra cửa sổ, cảm nhận bầu trời của mình sụp đổ, thế giới của mình vỡ tan. Mẹ bật cười khan. Kể từ đó, mẹ lúc mơ lúc tỉnh. Ngày thứ ba kể từ lúc thư về, mẹ có vẻ khá hơn, bắt đầu thu dọn hết hình ảnh, đồ lưu niệm mà ông ấy mang về sau những chuyến công tác xa, chất đầy phòng của mẹ. Dì Năm lại bật khóc và ra sức ngăn cản thư nói thôi cứ để mẹ làm thả vậy còn hơn là nhìn thấy mẹ bày biện nấu nướng rồi ngồi đợi một người đã nằm dưới ba tấc đất về ăn cơm buổi tối vừa từ phòng tắm bước ra thư chạm vào tiếng đàn của mẹ bản nhạc rất lạ thư chưa từng nghe đó là thanh âm cuồn cuộn của thác lũ là từng đợt sóng trồm lên rồi vỡ tan rồi dòng âm thanh hóa thành lửa rừng rực thư có cảm giác dưới đôi tay mẹ hàng phím trắng mốt đang bốc cháy có phải máu từ trong tim mẹ đã dồn hết vào mười đầu ngón tay và nhỏ xuống những phím đàn đó là lần cuối cùng thư nghe tiếng piano của mẹ trước khi mẹ rời bỏ thư rất nhiều lần thư tự an ủi rằng mẹ đã dùng thuốc ngủ quá liều chứ không có ý định tự tử mẹ còn có thư mà ngày trước khi ông bà ngoại giận quá từ mặt mẹ ra khỏi nhà với cái bụng lùm lùm hành trang là những lời dị nghị không chồng mà chửa mẹ vẫn không từ bỏ con sau bây giờ lại là do mẹ dùng thuốc quá liều nên không bao giờ tỉnh dậy được nữa nếu có thế giới bên kia hẳn mẹ đã gặp lại người đàn ông của mình ý nghĩ đó là liều thuốc giảm đau nhưng thư vẫn giận mẹ rất giận giờ thì con hiểu rồi mẹ ơi tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời nên khi đã tìm được rồi thì người ta sẽ sống chết với nó vì nó mà đi qua biển rộng sông dài vì nó mà sụp đổ con đã gặp một người đàn ông tốt và giỏi như mong muốn của mẹ anh ấy cũng ngốc giống như mẹ anh ấy chữa lành vết thương cho bao người nhưng không chịu chữa lành vết thương cho mình con yêu anh ấy yêu cả vết thương của anh ấy. Nhưng con không biết đến bao giờ vết thương đó mới liền ra. Nam thường tới nhà chơi. Dì năm nói Nam vẫn chờ con. Dì khen Nam hiền lành, có công việc ổn định, lại biết cách kiếm tiền. Dì nói có chồng như Nam thì sẽ sung sướng. Nhưng trái tim đâu có chịu cân đo chuyện sướng khổ. Phải không mẹ? Khoa ngoại thường xuyên quá tải công việc như những cơn lũ nối tiếp nhau nhấn chìm anh một buổi tối cuối tuần trên đường về nhà anh chợt nhớ sắp đến ngày dỗ mẹ mình cũng khá lâu anh chưa về quê thăm ba rồi anh khựng lại khi bắt gặp phần trăng vành vạnh treo giữa trời đêm trong vắt sông đợi lặng trôi bên ngôi quán ngày nào nghe kể ngày trước có một người đàn ông trèo sóng qua sông trong mùa lũ mãi mãi không đến được bờ bên kia chiều chiều người ta thấy một cô gái ngồi trên bờ sông. Cô ngồi bất động ở đó cho tới khi bóng đêm trùm xuống. Cô ngồi cho đến một trăm ngày rồi biến mất như bọt sóng. Kể từ đó, khúc sông này có tên là sông Đợi. Khi bàn nhỏ bên gốc xứ già chừng như vẫn chờ khách quen. Anh gọi một ly cà phê đen và nhìn cây cối trong vườn. Nghĩ nếu mình là cái cây kia, tắm dưới ánh trăng này thì lòng có nhẹ hơn. Đột nhiên, như trong mơ từ căn gác nhỏ phía trên nơi anh ngồi tiếng dương cầm dài nhẹ anh lắng tai nghe và nghĩ mình bị ảo giác khi dần dần tràn khắp không gian là những giọt đàn nhẹ nhàng tình cảm khởi đầu bản sonata ánh trăng bản nhạc mà nàng yêu thích lẽ nào anh gần như không thở được rồi tiếng đàn dâng lên dâng lên không phải nàng ở đoạn này cũng từng ấy nốt nhạc nhưng tiếng đàn từ đôi bàn tay mỏng manh như xương có sắc thái khác. Chắc chắn không phải nàng. Anh muốn cười to. Nếu trong tim nàng còn có anh, nàng đã trở về. Nếu nàng cần anh để vượt qua nỗi đau, nàng đã trở về. Bao mùa trăng anh ở đây, còn nàng thì băn bặt trong biển người mênh mông. Trên căn gác nhỏ, một cơn gió lùa qua làm ngọn nến run run đôi tay quen cầm dao mổ lướt trên hàng phím em tin rằng vết thương nào rồi cũng lành em sẽ chờ đến một ngày anh bước vào và gọi em bằng trái tim anh khu vườn sáng lên trong suối âm thanh dòng sông ngoài kia thao thiết chảy các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe thân ái chào tạm biệt